để chuẩn bị cho quân sĩ của mình. Mê Linh cũng là nơi hai bà đã chọn làm đô của mình khi hai bà lên ngôi vương. Và trong ngày hôm nay thì không gì ý nghĩa hơn là chúng ta sẽ được xem một màn vũ. Đêm Mê Linh sẽ được trình bày bởi ban vũ Việt Cầm. Một tràng pháo tay cho Đêm Mê Linh của ban Việt Cầm. Đông Hán xua tan giặc sông Nam.
tan quân và ông tan, xua tan giặc Đông Hán, xua tan giặc Xâm Lăng. Mà xuất quân đi dặm dặm, mà quân tan quân và ông tan, xua tan giặc Đông Hán, xua tan giặc Xâm Lăng. Rất nhiều vũ đoàn Việt Nam sẽ trở lại phần 2 của chương trình với một tiết mục múa khác. Xin quý vị nhớ đón xem. Và thưa quý vị, bây giờ Tiên Hương nghĩ là chúng ta sẽ phải cho Hugo một tràng pháo tay nồng nhiệt gấp đôi lần hồi nãy để bù cho em.